vụ mất 14,6 tỷ trong tài khoản Techcombank, lỗi ở phía khách hàng. Bắc Bộ vào cao điểm mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu địa phương không lơ là chủ quan. Lý do Hà Nội đặt tên đường Trinh Tiết và phố Quán Tình. Thông tin mới vụ bé trai nghi bị bố sát hại tại căn hộ chung cư ở Hà Nội. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều mùng 2 tháng 7, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm hai vụ kiện giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Trúc, 50 tuổi, trú thành phố Từ Sơn và hai ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Techcombank. Vụ án giữa bà Trúc với bị đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank được tòa xét xử trước. Tòa phúc thẩm đánh giá, bà Trúc khi cài phần mềm chứa mã độc đã gián tiếp cung cấp cho kẻ gian mật khẩu. Vì thế, bị mất 14,6 tỷ đồng trong tài khoản Techcombank là lỗi của bà. Theo đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị Trúc gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh. Bà tố cáo người tên Tô Ngọc Dầu tự giới thiệu công tác tại Cục Quản lý Giao thông Đường bộ Đà Nẵng và người khác tên Hải, tự xưng cán bộ tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bà cho rằng qua các cuộc điện thoại, mình đã bị những người này lừa hơn 26,5 tỷ đồng. Trong đó, ngày 23 tháng 3 năm 2022, bà Trúc đến Techcombank chi nhánh Từ Sơn mở tài khoản, chuyển vào hơn 14,6 tỷ đồng. Bà Trúc cho rằng trong khoảng thời gian chuyển tiền vào các tài khoản, bà không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào về biến động số dư tới số điện thoại mà bà đã đăng ký khi mở tài khoản. Ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Trúc đến trụ sở hai ngân hàng kiểm tra số dư, thì sốc vì phát hiện trong tài khoản mở tại Techcombank còn không đồng, trong khi không thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Bà Trúc khởi kiện, yêu cầu ngân hàng bồi thường toàn bộ số tiền 14,6 tỷ đồng vì cho rằng nhân viên ngân hàng có lỗ nghiệp vụ chuyên môn, dẫn đến sự việc bà bị rút mất tiền. Tòa sơ thẩm đánh giá, Techcombank có một phần lỗi, tuyên buộc bồi thường cho bà Trúc 800 triệu đồng. Bà Trúc và ngân hàng Techcombank cùng kháng cáo, viện kiểm sát cũng kháng nghị toàn bộ bản án. Trong phiên xét xử vừa diễn ra, hội đồng xét xử đánh giá, dù thời điểm mở tài khoản, bà Trúc không được biết nội dung các điều kiện điều khoản được coi là hợp đồng và có giá trị ràng buộc các bên trên website của Techcombank, nhưng đã được nhân viên ngân hàng giải thích cơ bản. Do đó, bà khi đặt bút ký cần phải biết và buộc phải biết về các điều khoản này. Theo tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm đánh giá việc bà Trúc không biết các điều khoản này là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến mất tiền là không có căn cứ. Về quá trình sử dụng dịch vụ, hội đồng xét xử đánh giá qua video tại ngân hàng, bà Trúc đưa điện thoại về phía giao dịch viên một thời gian đủ để trợ giúp tải app kích hoạt tài khoản, phương thức xác nhận giao dịch. Bà dùng mật khẩu tạm thời để đăng nhập, đổi mật khẩu thành công và rời đi bà có 29 phút để thực hiện giao dịch. Tòa do đó đánh giá lời khai của bà Trúc không được đọc lại hợp đồng, không được cài đặt và kích hoạt ứng dụng vào điện thoại là không phù hợp. Tòa phúc thẩm đánh giá, theo đơn tố cáo của bà Trúc về hai đối tượng lừa đảo, có thể thấy lỗi của bà Trúc khi cài đặt các phần mềm độc hại mà họ yêu cầu, gián tiếp cung cấp cho chúng tên đăng nhập, mật khẩu, OTP để giao dịch Techcombank Mobile. Việc bị kẻ gian lấy hết tiền hoàn toàn do lỗi của bà. Tòa tuyên bác kháng cáo của bà Trúc, chấp nhận kháng cáo của Techcombank và kháng nghị của viện kiểm sát. Điều này đồng nghĩa Techcombank không phải bồi thường bất cứ số tiền nào trong 14,6 tỷ đồng khách hàng bị mất do được tòa xác định không có lỗi. Ngay sau tuyên án, vào cuối giờ chiều ngày 2 tháng 7, hội đồng xét xử chuyển sang xét xử vụ kiện thứ hai với bị đơn là Vietcombank. Trong quá trình xét hỏi, trước nhiều câu hỏi dồn dập, bà Trúc không thể tiếp tục phiên tòa được con gái dìu ra ngoài. Luật sư của bà Trúc đề nghị dừng xét xử và tiếp tục vào sáng hôm sau do việc tham dự liên tiếp hai vụ kiện suốt 6 giờ qua khiến thân chủ căng thẳng, mệt mỏi. Phiên tòa đã kéo dài quá muộn. Đại diện Viện Kiểm sát và luật sư của Việt Công Banh cùng kiến nghị. Nhận định hiện nay là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ, Thủ tướng quán triệt lãnh đạo các bộ ngành và địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Chỉ đạo trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại công điện số 65 yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ. Công điện nêu rõ, hiện nay đã là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, phải tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với mưa lũ để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Người đứng đầu chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức giả soát, kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán, di rời người và phương tiện, tài sản ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu, ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cần chủ quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần phối hợp với cơ quan liên quan, chỉ đạo, vận hành an toàn các công trình, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn cho vùng hạ du, triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo quy định, hạn chế tối đa thiệt hại. Thủ tướng cũng lưu ý, lãnh đạo các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao cần phối hợp với địa phương chỉ đạo vận hành hiệu quả, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Ngày mùng 2 tháng 7, tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tờ trình nghị quyết đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2024. Tỷ lệ đại biểu tán thành thông qua nghị quyết này là 91,4%. Trong số 22 tuyến đường, phố mới được đề xuất đặt tên, Ban Phát chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thành phố giải trình thêm cơ sở đặt tên cho đường Trinh Tiết có chiều dài 540m ở huyện Mỹ Đức và phố Quán Tình dài 500m ở quận Long Biên. Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, ông Đỗ Đình Hồng, đường Trinh Tiết được đặt theo tên làng cổ ở huyện Mỹ Đức. Tên này tương truyền do vua Lý Thái Tông đặt cho làng, địa phương cũng có đình đền Trinh Tiết được xếp hạng cấp thành phố còn tên quán tình có từ cuối thời Lê Trung Hưng, là xã thuộc Tổng Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Phủ Thuận An, Trấn Kinh Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh. Trên địa bàn Giang Biên, quận Long Biên hiện có chùa quán tình. Trình bày báo cáo thẩm tra nghị quyết, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục nghiên cứu, ra soát, tham mưu ban hành mới quy chế đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc đặt tên cần theo xu hướng hiện đại như theo ký tự, số, nhất là tại khu vực đô thị mới phát triển. Ông Dương cho biết, việc này đã được ban yêu cầu từ năm 2021 nhưng thành phố chưa thực hiện. Việc ra soát, đổi mới quy chế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho quận, huyện, thị xã cũng như ủy ban nhân dân thành phố trong việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài các tuyến đường, phố mới và công trình công cộng đáp ứng nguyện vọng cử tri và người dân địa phương. Tối mùng 2 tháng 7, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với NXT, sinh năm 1983 ở Bắc Ninh, đăng ký thường trú ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu NQN, sinh năm 2023, là con trai của NXT và chị NTN sinh năm 2000 ở tỉnh Điện Biên. Thời điểm xảy ra vụ án, chị NTN cũng có mặt tại căn hộ chung cư. Thông tin bước đầu, đối tượng NXT đã khai nhận hành vi sát hại cháu NQN, đồng thời cũng khai nhận bản thân làm việc ở một cơ quan nhưng đã xin nghỉ việc mấy tháng nay. Công an quận Bắc Từ Liêm cũng bác bỏ thông tin đồn đoán về việc nghi phạm làm xét nghiệm ADN và cho biết nghi phạm có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Về tình trạng sức khỏe của chị NTN, chị bị thương nhẹ và đang rất hoảng loạn, chưa làm việc được với cơ quan công an. Ngoài ra theo cán bộ công an phường Phú Diễn cho biết, giữa T và chị N đều chưa đăng ký kết hôn mà chỉ là về ở với nhau. Gia đình họ có một bé trai là nạn nhân của vụ án. Một số người dân sống gần khu vực căn hộ xảy ra vụ án nhận định, thường ngày T là người tri thức hiền lành, có thể thời gian gần đây T bị trầm cảm nên dẫn đến mâu thuẫn để xảy ra vụ việc đau lòng như vậy. Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, tranh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam với Nguyễn Huy Khang, sinh năm 1959, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông Khang là bị cáo trong một vụ án lừa đảo và đã bị tạm giam tại trại số 2 Công an Hà Nội từ ngày 21 tháng 2 năm 2011. Đến nay, tranh án Hà Nội xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Huy Khang, Trước khi bị bắt tạm giam, ông Khang là giám đốc công ty phát triển công nghệ Thuận An. Ông Khang bị điều tra, truy tố, xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Trường Sinh. Ngoài ông Khang, hai bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là ông Nguyễn Đình Bang, sinh năm 1951, ngụ Hà Nội và bà Hoàng Thị Xuân trước đó bỏ trốn. Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, công ty Trường Sinh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cho làm chủ đầu tư dự án An Khánh trên khu đất 6.448m2. Doanh nghiệp này do bị cáo bang và một người khác làm chủ. Viện Kiểm sát cho rằng Nguyễn Đình Bang đã tạo dựng các văn bản thể hiện bị cáo Nguyễn Huy Khang là người mua 80% cổ phần của công ty Trường Sinh, chịu trách nhiệm triển khai dự án An Khánh. Việc này nhằm tạo điều kiện cho bị cáo Khang đi huy động vốn. Nguyễn Huy Khang sau đó dùng văn bản này để ông Thái Khắc Toàn, Phó giám đốc công ty Huy Phát tin tưởng ký hợp đồng góp vốn 34 tỷ đồng vào dự án trên. Sau đó, ông Toàn chuyển tổng cộng hơn 22 tỷ đồng cho các bị cáo Khang và Bang. Trong số 22 tỷ trên, Nguyễn Đình Bang chiếm đoạt 19 tỷ đồng, còn Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 3 tỷ đồng cùng 17.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, Hoàng Thị Xuân, bạn gái của Nguyễn Huy Khang đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng. Trong quá trình tố tụng 14 năm, ông Bang, ông Khang đều kêu oan cho rằng không có việc lừa đảo, ông Khang khai rằng thực chất quan hệ giữa ông và ông Toàn là quan hệ vay lãi được thể hiện dưới hình thức góp vốn đầu tư. Còn ông Bang khai mình không biết ông Toàn, không biết giao dịch giữa ông Toàn và ông Khang. Ông Bang cho rằng ông có quyền bán phần vốn góp của bản thân tại công ty Trường Sinh vì đó là tài sản hợp pháp của mình. Năm 2017, tại phiên phúc thẩm lần 1, tòa phúc thẩm còn cho rằng điều tra viên ghi không đúng lời khai của ông Khang Bản thân ông Toàn cũng có lời khai không thống nhất về các hành vi gian dối của ông Khang. Nội dung tố cáo và các lời khai của ông Toàn mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với những chứng cứ khác. Tòa cũng cho rằng chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa ông Toàn và ông Khang là gì và chưa làm rõ có liên quan đến vai trò đồng phạm của ông Bang hay không. Bản án năm 2020 thì thể hiện ông Bang từng giao nộp một USB có liên quan tới ông P, nguyên điều tra viên thụ lý vụ án phía điều tra xác minh cho thấy ông P sẽ đưa văn bản hướng dẫn bị cáo Bang khai báo, phản bác, cãi lại các tài liệu tại tòa. Đổi lại, ông Bang phải đưa 2,3 tỷ đồng cho vị cựu điều tra viên. Ông Bang cũng đề nghị xem xét hành vi cố tình làm sai lệch hồ sơ của điều tra viên khiến ông bị oan. Các luật sư bảo chữa nêu thêm, tài liệu dùng làm căn cứ kết tội ông Bang là bản photocopy chỉ có con dấu, chữ ký tươi của điều tra viên. Liên quan đến vụ án, theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng có một khoảng trống pháp lý đang tồn tại, đó là trường hợp tòa phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm tái thẩm tuyên hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại thì lại không có quy định về thời hạn điều tra, truy tố, xét xử lại là bao lâu. Điều này dẫn tới vụ án có thể kéo dài nhiều năm mà không có hồi kết, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo. Chiều mùng 1 tháng 7, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Tô Duy Diệp, 42 tuổi, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Sương, thuộc văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Diệp bị bắt sau khi cơ quan công an điều tra mở rộng vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Vụ án liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La, sinh năm 1957, còn gọi là La Điên, có một tiền án trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, quê ở xã Minh Quang, huyện Kiến Xương. Từ tháng 12 năm 2020 đến nay, ông Tô Duy Diệp giữ chức vụ giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương. Trước đó, ông Diệp là trưởng phòng lưu trữ thông tin địa chính thuộc văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình. Như đã đưa tin liên quan đến vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại huyện Kiến Sương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam nhiều bị can để tiếp tục điều tra, xử lý. Ngày 12 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Sơn La về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ cấp xã huyện ở huyện Kiến Sương. Ngày 17 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quang cũng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về cùng tội danh. Ngày 21 tháng 6, cơ quan công an đã bắt tạm giam Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Kiến Sương, Đỗ Xuân Khu và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Sương, Ngô Thị Bích Liên để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ việc được lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo tập trung điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan và khẩn trương thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hồ Hùng, 30 tuổi, Hà Văn Khương, 30 tuổi, Đinh Viết Thắng, 28 tuổi và Nguyễn Khắc Ngọc, 40 tuổi, ngụ Hải Phòng, khi điều tra đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không lớn nhất từ trước đến nay. Chân tướng những đối tượng tham gia đường dây vận chuyển 179 kg ma túy tổng hợp từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, bước đầu được lực lượng chức năng tại Hà Nội làm rõ, bắt giữ và đang mở rộng điều tra. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội 5, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy, cục hải quan thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra trọng điểm một số lô hàng từ Đức về Việt Nam. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lô hàng được vận chuyển từ Đức về Việt Nam, trong đó có các kiện hàng nghi chứa chất ma túy lô hàng nghi ma túy được chia ra và vận chuyển về nhiều địa chỉ tại Hà Nội, Hải Phòng. Tuy nhiên qua xác minh, các địa chỉ nhận hàng đều là giả. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động cán bộ, chiến sĩ, phân công thành 3 tổ công tác, truy vết toàn bộ đối tượng nhận hàng tại Việt Nam. Tại đường Phú Minh, Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trinh sát vây bắt Nguyễn Hồ Hùng và Hà Văn Khương thu 60 thùng hàng nước táo say nhãn hiệu Apple Mos. Tổng cộng 1.140 hộp. Kiểm tra các hộp thực phẩm này, lực lượng chức năng phát hiện 450 hộp bên trong có túi ni lông, chứa viên nén màu xám. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy đó là thuốc lắc. Tổng trọng lượng 179kg. Đấu tranh khai thác, Nguyễn Hồ Hùng khai nhận số ma túy trên là vận chuyển thuê cho một đối tượng quen biết trên mạng xã hội. Hùng khai đây là lần thứ ba nhận vận chuyển thuê. Theo lời khai, hai lần trước đó, vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024, Hùng vận chuyển và được trả số tiền công lần lượt mỗi lần là 21 triệu đồng và 24 triệu đồng. Trong khi đó, Hà Văn Khương khai nhận được một đối tượng thuê để giám sát việc giao nhận ma túy cho Nguyễn Hồ Hùng. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt giữ Đinh Viết Thắng, sinh năm 1996 ở Nam Định và Nguyễn Khắc Ngọc, sinh năm 1984 ở Hải Phòng. Đây là hai đối tượng nằm trong đường dây nêu trên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hồ Hùng, Hà Văn Khương, Nguyễn Khắc Ngọc, Đinh Viết Thắng và điều tra mở rộng, tổ chức truy bắt các đối tượng khác có liên quan. Ngày mùng 2 tháng 7, Công an quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh cho hay, có 5 cán bộ chiến sĩ của đơn vị này đang phải can thiệp y tế để chống phơi nhiễm HIV sau khi triệt phá một ổ nhóm ma túy trên địa bàn. Theo đó, đầu tháng 6 vừa qua, trinh sát đội cảnh sát ma túy công an quận Tân Phú và công an phường Phú Thọ Hòa phát hiện một nhóm người có dấu hiệu bất thường, nghi vấn buôn bán ma túy. Tập trung điều tra, trinh sát đã làm rõ đây là ổ nhóm nghiện tham gia mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này do nữ quái Trần Thị Có, 33 tuổi cầm đầu, đồng bọn là các đối tượng Lê Thị Yến Nhi, 30 tuổi, Lưu Công Trường, 32 tuổi. Các đối tượng sống cảnh bụi đời Dựng lều trước nhà dân không có người ở làm nơi cư trú, cũng là nơi tổ chức sử dụng, mua bán ma túy. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng những chiêu thức tinh vi là giả dạng người nhặt ve chai và khi giao dịch hàng trắng còn chở theo trẻ em để qua mặt lực lượng chức năng. Khi thu thập đủ chứng cứ, đến 17 giờ chiều 28 tháng 6, trinh sát phục kích bắt quả tang Trần Thị Có và Lê Thị Yến Nhi đang chở hai con nhỏ đi giao ma túy cho các con nghiện. Qua đấu tranh cả hai đã thừa nhận hành vi mua ma túy về để bán lại kiếm lời. Tiếp tục tiến hành truy xét, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp công an phường Phú Thọ Hòa đã ập vào lều trên đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, bắt quả tang Lưu Công Trường đang bán ma túy và ổ nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng manh động, hung hăng chống trả quyết liệt, làm một số cán bộ chiến sĩ bị chảy xước, chảy máu. Do có đối tượng nhiễm HIV nên một số cán bộ chiến sĩ phải can thiệp y tế để chống phơi nhiễm. Chiều mùng 1 tháng 7, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nêu ý kiến thảo luận tại tổ về đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trước đây quy định về phòng cháy chữa cháy thừa vẫn thừa mà thiếu vẫn thiếu và chưa có kết nối đồng bộ thống nhất. Vừa rồi có luật phòng cháy chữa cháy cũng chỉ một phần. Luật này liên quan đến các bộ ngành như bộ xây dựng, bộ công an. Ông Tùng cho biết thực tế các đơn vị ở địa phương áp dụng hành lang pháp luật và quy định phòng cháy chữa cháy chỉ mang tính tức thời, chưa có sự đồng bộ liên thông. Từ cấp dự án, giấy phép xây dựng, thanh tra giám sát kiểm tra, còn nhiều xin cho dẫn đến còn nhiều tồn tại kéo dài qua các thời kỳ. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu ví dụ về vi phạm trong vụ cháy nghiêm trọng tại quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong như một con rết khi để vi phạm bò từ thời kỳ này qua thời kỳ khác nhưng không được xử lý. Chúng tôi điều tra, xem xét tổng thể thì thấy các sai phạm tại vụ cháy ở Thanh Xuân làm 56 người chết như một con rết. Ví dụ, trong giai đoạn đầu, sai phạm là ở chỗ để ngôi nhà này xây dựng không đúng giấy phép. Và các giai đoạn tiếp theo, khi một nhiệm kỳ cán bộ mới nếu phát hiện ngôi nhà sai phép thì trách nhiệm là chính quyền phải triệt tiêu các sai phạm trước đó. Nhưng lại không làm khiến con rết bò đến tận bây giờ. Ông Tùng nói thêm, khi hậu quả xảy ra, ông Tùng cho biết lực lượng công an sẽ điều tra, xử lý từ giai đoạn cấp phép, xây dựng đến giai đoạn quản lý về sau. Tuy nhiên ông cho rằng nếu làm như vậy sẽ hết cán bộ. Nếu như thế thì hết cán bộ, hết cả một chuỗi hệ thống chính quyền của cái phường để xảy ra sai phạm, chưa nói đến quận. Về thực tế phòng cháy chữa cháy hiện nay, Phó Giám đốc Công an thành phố đặt câu hỏi, đã quy trách nhiệm, tuyên truyền ra giả nhưng người dân có thực hiện hay không? Nếu không thực hiện thì có cưỡng chế không? Ví dụ như các nhà có nhiều căn hộ, có muốn cấm người ta vào nhà cũng không được vì người dân đã mua rồi. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, ban hành đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là rất cần thiết. Đồng tình với đề án phòng cháy chữa cháy, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt, Tổ huyện Mỹ Đức cho biết, trong bối cảnh lịch sử để lại có quá nhiều vụ cháy nghiêm trọng, Hà Nội cần thiết thông qua đề án tổng thể. Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành vào cuộc, nhưng qua đề án cho thấy sự vào cuộc của cả tầng lớp nhân dân. Sau khi có đề án, không chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp mà có cả toàn dân tham gia. Vì thế, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền ý thức trách nhiệm của nhân dân, nhất là lực lượng dân phòng, tổ chức chính trị xã hội, ngành giáo dục. Trong thảo luận tổ các đại biểu cũng đề nghị ủy ban nhân dân thành phố và chính quyền địa phương tổng ra soát tới từng căn hộ để nhận diện được từng hộ dân, từng doanh nghiệp đã có phương án phòng cháy chữa cháy hay chưa. Đồng thời nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy của mỗi người dân, doanh nghiệp, mỗi hộ kinh doanh. Về lâu dài, cần có chiến lược từng ngôi nhà, từng khu chung cư đều phải có bảo đảm quy định về phòng cháy chữa cháy mới giải quyết được căn cơ vấn đề. Tối mùng 2 tháng 7, công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với NXT sinh năm 1983 ở Bắc Ninh, đăng ký thường trú ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu NQN sinh năm 2023, là con trai của NXT và chị NTN sinh năm 2000 ở tỉnh Điện Biên. Thời điểm xảy ra vụ án, chị NTN cũng có mặt tại căn hộ chung cư Thông tin bước đầu, đối tượng NXT đã khai nhận hành vi sát hại cháu NQN, đồng thời cũng khai nhận bản thân làm việc ở một cơ quan nhưng đã xin nghỉ việc mấy tháng nay. Công an quận Bắc Từ Liêm cũng bác bỏ thông tin đồn đoán về việc nghi phạm làm xét nghiệm ADN và cho biết nghi phạm có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Về tình trạng sức khỏe của chị NTN, chị bị thương nhẹ và đang rất hoảng loạn, chưa làm việc được với cơ quan công an. Ngoài ra theo cán bộ công an phường Phú Diễn cho biết, giữa T và chị N đều chưa đăng ký kết hôn mà chỉ là về ở với nhau. Gia đình họ có một bé trai là nạn nhân của vụ án. Một số người dân sống gần khu vực căn hộ xảy ra vụ án nhận định, thường ngày T là người tri thức hiền lành, có thể thời gian gần đây T bị trầm cảm nên dẫn đến mâu thuẫn để xảy ra vụ việc đau lòng như vậy. Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.